Xin chào tất cả các bác. Hôm nay cơ sở khuôn tổng hợp sẽ giới thiệu chi tiết với các bác về một bộ khuôn chân đun thông minh. Sản phẩm bao gồm có 5 thớt và có thể lắp đặt được thành 9 loại khuôn chân đun khác nhau. Mời các bác cùng xem video. Để xem thêm được nhiều video, anh em vui lòng nhấn vào nút subscribe để đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để nhận được những video mới nhất. Các bác đang xem là 5 cái thớt mà sau khi đã tháo rời và 3 cái chân đôn mà lắp theo 3 cách khác nhau thì nó sẽ tạo thành 3 loại chân đôn có chiều cao khác nhau. Em quay chi tiết cho các bác xem một cái khuôn chân đôn loại cao nhất đây là chiều cao 63 phân sau khi đã lắp đủ 5 cái thớt. Này các bác xem, ở trên là thớt số 5 đây, tiếp theo là thớt số 4, ở dưới là thớt số 3 là thớt dài đây, ở dưới nữa là cái thớt số 2 và ở dưới cùng là thớt số 1. Khi mà lắp đủ 5 thớt thì đôn này sẽ là loại đôn cao nhất. Ở bên cạnh là cái đôn mà lắp 4 thớt và lắp 3 thớt. Đây em đo cái đôn cao nhất là khi lắp đủ 5 thớt. Chiều cao là 63 cm. Còn cái đôn mà lắp 4 thớt là chiều cao khoảng 55 cm. Còn đôn mà chúng ta lắp 3 thớt thì nó sẽ cao là 47 cm. Em mới lắp thử 3 cái đôn này thôi, còn lại thì chúng ta có thể lắp được theo những cách khác nhau nữa. Chiều rộng ở trên mặt là khoảng 34 cm. Rộng mặt và rộng đáy là như nhau. Đo lại cái phần chéo cạnh ở trên mặt. Chéo cạnh ở trên mặt là khoảng 47 cm. Còn rộng phần thân phần lõm vào là khoảng 18 cm. Còn rộng phần thân mà đối với phần này, phần lõm này, lõm là cũng 18 này, còn đối với phần cạnh của nó là sẽ là 20 cm. Phần thân là 20 cm. Đây em đeo thử cái khác này cũng là phủ bì là 34 đây. Sản phẩm này được làm từ khuôn ABS. Khuôn này cũng rất là cứng, thì đúc là rất là dốc. Đây là cái thớt thứ tư đây. Cái này em chưa chốt vít vào. Sản phẩm này có 5 thớt nên là chúng ta có thể tháo lắp được thành nhiều loại khuôn đôn mà có chiều cao khác nhau. Nó cũng rất là thông minh. Này em tháo từng thớt ra cho các bác xem. Hoa văn này cũng rất là nổi ấy. Đây là thớt số 1 ở dưới đáy đây. Thớt số 2. Này các bác xem là cũng có phần hoa văn xung quanh thớt đây. Xung quanh các thớt thì đều có chốt để vít. Đây là thớt số 3. Đây là thớt số 4 này. Còn cuối cùng là một cái thớt số 5.
Cái này em sẽ nhờ các bác để ý nó có cái núm, sau khi lắp thì phải lắp đúng đúng cái núm vào thì nó mới sẽ chắc được. Đấy, vừa rồi là em đặt lên là 5 cái thớt là đủ một loại mà đôn là chiều cao là 63 phân. Tiếp theo khi chúng ta mà bỏ đi một cái thớt ấy, mà bỏ đi thớt thứ tư thì chúng ta sẽ có là một cái khuôn chân đôn mà chiều cao nó sẽ là khoảng 55 cm. Đây em đo thử lại cho các bác xem. Này, chiều cao khoảng 55 cm này chính là cái đôn này chúng ta bỏ đi một thớt đây. Đơn bỏ đi hai thớt nó sẽ là cao là 47. Tiếp theo em bỏ đi thêm một thớt nữa. Bỏ đi thớt số 2 đây. Này bỏ ra ngoài thớt số 2 và thớt số 4 rồi. Như vậy đôn này sẽ lắp là thớt số 1, thớt số 3 và thớt số 5. Nó sẽ thành một cái đôn mà có chiều cao là 47 cm. Này chính là cái đôn ở góc phải bên ngoài cùng kìa. Này em đo lại cho các bác xem. Cái này em đặt trước khít thì nó khoảng khoảng 47 cm đây. Nó chính là cái đôn này. Tiếp theo nữa là khi mà chúng ta lắp để nguyên một cái đôn thớt số 3 thì chúng ta sẽ có một cái đôn nó có chiều cao khoảng 25 cm, là để nguyên một thớt này thôi thì là tạo thành một cái đôn chiều cao 25 cm, rộng thân vẫn là 20 cm. Khi chúng ta lắp cái thớt số 3 và thớt số 4 lên thì là nó sẽ tăng được chiều cao của cái đôn. Đây em đo lại cho bác, đôn vừa nãy là 25 cm thì đôn này nó sẽ cao lên khoảng 33 cm. Chúng ta lắp thêm một cái thớt số 2 lên nữa thì sẽ tạo thành một cái đôn chiều cao nó sẽ cao hơn. Đây em đo lại chiều cao cho các bác xem. Họ 41 cm. Hoặc là chúng ta lắp thớt số 1 và thớt số 5 thì cũng tạo thành một cái đôn. Với đôn này thì có chiều cao khoảng 22 cm. Tiếp theo là ta lắp thớt số 1, số 2 và số 5 thì cũng tạo thành một cái đôn có chiều cao. Đây em đo sẽ là 32 cm. Vừa rồi là em đã lắp thử từ một cái bộ khuôn chân đôn này lắp ra được 9 loại đôn khác nhau. Vừa rồi là em vừa lắp đặt từ một mẫu khuôn mà ra các loại khuôn đôn khác nhau. Còn đây là cái phần hoa văn của khuôn chân đôn đây. Đây các bác nhìn kỹ hoa văn đây, họa tiết hoa mai đây. Sản phẩm khuôn chân đôn
cũng như tất cả các sản phẩm về khuôn chậu khác đều có bán tại cơ sở khuôn tổng hợp. Các bác đặt khuôn vui lòng liên hệ với số điện thoại và Zalo là 0944 131 689. Chi tiết các mẫu khuôn và giá khuôn các bác tham khảo tại website khuôntổnghop.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.